cái đoạn này là nhìn ngờ con nhỏ nhỏ nhìn sâu vô mắt cổ luôn đó, tự mình thấy xúc động luôn á. Cái này thì có chuyện gì sao? Chuyên nghiệp mà làm được. Đấy. Tập luyện phải đi. Ok, tập luyện phải nha. Rồi. Thả ra, thả tôi ra. Ra đi, đứng đi. Là em kiểu là em bị em bị say á, em bị choáng váng như thế thì Dư đức của Dư là Dư là muốn đỡ em, đỡ em nằm xuống hiểu không? Ê chị ơi phải khóa này. Đúng rồi, tí là chị xem không khóa mà mang giày nha, mang giày cao gót nha. Dạ. Thì cái đôi giày nó sẽ làm mình choáng một đôi giày, nó sẽ bị lật một chút xíu thì em kéo theo bạn đó luôn. Từ ngay cái cửa mở cửa là em đã nói rồi. Thả ra, từ cái cửa đã nói rồi nha. Tôi còn muốn uống nữa, cái gì đó. Qua thử đi, 2, 3. Tôi còn muốn uống nữa mà. Hôm nay, Sao? Cứ tạm thời vậy đi. Tạm thời vậy nha. Rồi. Đúng rồi. Bối rối này, đoạn này chỉ cần gọi là giống như freeze một khoảng 10 đến 15 giây luôn. Đừng nhìn bên kia nữa. Làm quen đó. Chút chút. Không sao rồi, mình lướt nha, mình lướt nha. Đội mình thắng rồi. Tiếp rồi. À, mình lướt qua mười mấy giây ha, xong mình đánh này. Tiếp thoại là gì? Anh còn đến tìm tôi làm gì? Anh đi tránh ra. Anh còn đến tìm tôi làm gì? Tôi là trò đùa của anh à? Anh thích gì em đi à? Muốn tới thì tới, không muốn thì đi. Anh giữ mặt với tôi cái gì? Anh muốn thì tới, không muốn thì đi. Anh giữ mặt với tôi chứ gì? Giỡn mặt. Anh giỡn okay. Mặt với tôi chứ gì? Okay. Anh giỡn mặt với tôi chứ gì? Tại sao anh cười tôi? Nào. Anh xin lỗi. Chung đi. Anh xin lỗi. Nhìn vào mắt, nhìn sâu vào mắt và vuốt luôn. Thôi wow. Đúng rồi. Thôi không. Anh quên là anh hứa gì với em rồi. Nghe nó không có gì. Anh đừng cười. Không biết anh chỉ cần nghe em cười đấy, thì em cười thật. Nhưng mà trong bạn nói lúc mà khi mà em không sợ anh cứ mỉm cười nhẹ nhẹ mà. Không phải là cười. Cái sau em thấy ok rồi đó, bây giờ chỉ có cái đầu thôi. Dạ. Sai thì sai, không sai thì sai. Sai thì sai, không sai thì sai. Yêu thì yêu. Tôi bảo là buông tôi ra mà.
Cây Táo Nở Hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Phi Giải Trí. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.